VTV đặc biệt tri ân cố ca sĩ Phi Nhung, món quà ý nghĩa khiến khán giả không cầm được nước mắt. Sự ra đi của Phi Nhung để lại nốt trầm buồn cho làng nhạc Việt Nam. Đã gần một tuần trôi qua nhưng không khí tang thương, đau xót vẫn bao trùm khắp nơi. Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng vào trưa 28 tháng 9, sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19. Sự ra đi của nữ ca sĩ là cú sốc lớn với dư luận. Mạng xã hội những ngày qua tràn ngập lời tiễn biệt, xót thương gửi đến giọng ca, bậu ơi đừng khóc. Vì dịch bệnh nên đến hiện tại tang lễ của cô vẫn chưa thể tổ chức. Một số nghệ sĩ thân quen đã đến nhà riêng để thắp hương nhưng số lượng vẫn rất hạn chế vì để phòng chống dịch. Không chỉ đồng nghiệp, khán giả cũng liên tục bày tỏ sự tiếc thương với Phi Nhung. Mới đây, VTV còn có món quà tri ân nữ ca sĩ khiến mọi người không khỏi xúc động. Cụ thể, trong chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, mùa 3, ekip đã gửi lời nhắn nhủ đến cố nghệ sĩ vào cuối chương trình. MC Bạch Công Khanh nói, sự ra đi của một số nghệ sĩ đã để lại những khoảng trống đầy tiếc nuối. Chúng tôi đang nhắc đến nghệ sĩ trí tài và gần đây nhất là ca sĩ Phi Nhung, một giọng ca vàng của làng nhạc trữ tình, quê hương Việt Nam. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều người thân và bạn bè. Và nó cũng cướp đi những người nghệ sĩ mà ta trân quý. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, ca sĩ Phi Nhung đã không vượt qua được cơn bạo bệnh và qua đời. Chị đã mất, chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán thính giả món quà đặc biệt là một trong những ca khúc mà chương trình may mắn ghi hình được của ca sĩ Phi Nhung. Ca khúc Bậu ơi đừng khóc, nổi tiếng của Phi Nhung được phát sóng, mang đến cảm xúc khó tả cho khán gì. Đặc biệt sau đó, ekip còn chạy chữ bình luận, chúng tôi xin trích dẫn lời bài hát của nhạc sĩ Hamlet Chương để tri ân về chặng đường nghệ thuật của nghệ sĩ Phi Nhung, cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu. Thế nhưng mình luôn nhắc mình, sống cho nghĩa tình sống ra con người. Như một nghệ sĩ đã từng nói, giọng ca da diết của ca sĩ Phi Nhung được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Chúng tôi trân quý tấm lòng của chị dành cho mọi người bằng những công việc thiện nguyện gần như gắn bó suốt cả cuộc đời chị. Chương trình, Sàn Chiến Giọng Hát, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghệ sĩ Phi Nhung vì những gì chị đã đóng góp cho chương trình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi luôn nhớ về chị. Màn tri ân đặc biệt này lấy đi rất nhiều cảm xúc của người xem. Dường như mọi người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là Phi Nhung đã thực sự ra đi mãi mãi. Tiếng hát của cô vẫn ở đây, những ca khúc đi cùng năm tháng vẫn được cất lên đều đặn, càng khó để công chúng quen với việc sẽ không còn Phi Nhung trên sân khấu. Nghệ sĩ Hồng Vân, MC Nguyên Khang lặng lẽ đến vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung tối 3 tháng 10, các con nuôi thất thần bên di ảnh. Nghệ sĩ Hồng Vân đã trực tiếp đến nhà ca sĩ Phi Nhung để thắp nén nhang cho người đồng nghiệp thân thiết, hình ảnh các con nuôi gây xót xa. Trong lúc nghệ sĩ Việt Hương đang lo thủ tục và chờ hướng dẫn tổ chức tang lễ từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ca sĩ Phi Nhung đã lập bàn thờ tại nhà riêng để ngày ngày cầu nguyện cho vong linh người quá cố. Xuyên suốt những ngày qua, các nghệ sĩ Việt và bạn bè thân thiết đã gửi hoa chia buồn và trực tiếp đến nhà để thắp hương cho cố ca sĩ Phi Nhung. Xót xa tâm thư giữa đêm của con gái ruột ca sĩ Phi Nhung, xin giúp cho mẹ sớm được về với con, mẹ con nằm xuống rồi, con cần mẹ. Vào ngày 3 tháng 10, nghệ sĩ Hồng Vân lặng lẽ đến thắp nén hương và nói lời vĩnh biệt cuối cùng đối với người đồng nghiệp thân thiết. Trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân nghẹn ngào, thăm em lần cuối, nhiều lời vĩnh biệt của rất nhiều khán giả yêu thương em nhờ chị gửi tới em. Mong em mau về với Phật, tiếng hát của em mãi là ký ức ngọt ngào. Vào buổi chiều cùng ngày tăng đoàn ở chùa Giác Ngộ cũng đã đến nhà ca sĩ Phi Nhung để làm lễ cầu siêu, Hồ Văn Cường cùng các anh chị em trong nhà quỳ trước bàn thờ mẹ khiến ai nhìn cũng phải rơi nước mắt. Nghệ sĩ Hồng Vân lặng người trước di ảnh của ca sĩ Phi Nhung tại lễ viếng vào chiều 3 tháng 10. Trong suốt khoảng thời gian ca sĩ Phi Nhung chữa trị, NS Hồng Vân liên tục cầu nguyện và mong muốn được ôm đàn em vào lòng nhưng không được. NS Hồng Vân cho biết sẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp của cả hai. Ba ngày túc trực tại tang lễ của mẹ, Hồ Văn Cường gầy gò, tiểu tụy đáng lo. Nam ca sĩ nhí luôn đứng lạy trả khách đến viếng và đọc kinh để mẹ được siêu thoát. Đức Hiếu, một trong 23 người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, cũng túc trực bên di ảnh của mẹ. Các con nuôi đội tang trắng, quỳ lạy trong lễ cầu siêu khiến ai nhìn cũng đau lòng. Trong chiều nay, MC Nguyên Khang cũng đến lễ viếng. Trên Facebook cá nhân, anh chia sẻ, chị đã sống một cuộc đời trọn đam mê và đầy yêu thương. Tạm biệt chị, bằng khen ghi nhận đóng góp của ca sĩ Phi Nhung được Giáo hội Phật giáo trao đặt trang trọng trước di ảnh người quá cố. Trước cửa nhà riêng của ca sĩ Phi Nhung, rất nhiều vòng hoa được người hâm mộ và bạn bè gửi đến để chia buồn với gia đình. Theo dự kiến ban đầu, vào ngày 4 tháng 10,
gia đình sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung ở tu viện Khánh An để khán giả, văn nghệ sĩ có thể đến viếng nhưng hiện đã bị hủy do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Vào ngày 3 tháng 10 giờ Mỹ, con gái và gia đình cố ca sĩ Phi Nhung sẽ tổ chức lễ cúng thất đầu cho mẹ tại một ngôi chùa ở Mỹ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nghẹn ngào nói lời tiễn biệt Phi Nhung lần cuối khiến ai phải cũng xót xa. Sự ra đi của Phi Nhung để lại bao sự tiếc nuối trong lòng khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Ngày 28 tháng 9, Showbiz Việt bàng hoàng khi nghe tin Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy. Mặc dù đã được các y bác sĩ dùng những loại thuốc tốt nhất để chữa trị, tuy nhiên Phi Nhung vẫn không qua khỏi. Mới đây, trên trang cá nhân nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung và nói lời tiễn biệt lần cuối với đàn em. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nghẹn ngào viết, ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thăm em lần cuối, nhiều lời vĩnh biệt của rất nhiều khán giả yêu thương em inbox nhờ chị gửi tới em, mong em mau về với Phật, tiếng hát của em mãi là ký ức ngọt ngào. Dưới bài viết, hàng loạt sao Việt cũng bày tỏ tiếc thương, tiễn Phi Nhung một đoạn cuối cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà báo Song Minh, tiễn chị một đoạn đường cuối. Lê Giang, diễn viên Thanh Duy, Ngân Quỳnh, lần lượt cầu nguyện cho Phi Nhung. Thương quá, càng nghĩ vẫn chưa tin vào sự thật mẹ ạ. Đau lòng quá cô ơi, gửi tới ngôi sao Phi Nhung lời tiễn đưa và tiếc nuối. Được biết, nghệ sĩ Việt Hương là người được ủy quyền lo thủ tục để đưa thi hài Phi Nhung sang Mỹ để con gái được gặp mặt lần cuối. Nữ nghệ sĩ cũng đang cố gắng hoàn tất các thủ tục để thi hài Phi Nhung được sang Mỹ sớm nhất. Hiện tại, Wendy đang rất nóng lòng mong gặp mẹ lần cuối, vì vậy ekip ở Việt Nam đang cố gắng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa Phi Nhung trở về. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên vẫn phải đợi thêm hướng dẫn từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.